chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì mời cả nhà mình tham quan cái bãi sạn. Cái bãi sạn này nằm ở phía bắc vịnh Nha Trang các bạn. Đây, các bạn phía trước đang chụp ảnh. Vì đây có một cái bãi đá nhấp nhô ở ngồi của biển, cho nên người dân địa phương ở đây đặt là cái bãi sạn. Ở đây thích hợp cho ngồi ngắm cảnh, chụp ảnh, thư giãn. Ở đây gió rất là mát mẻ, cảnh rất là đẹp. Ngồi việc ngồi ngắm cảnh, thư giãn còn phù hợp cho các cô chú anh chị và các bạn câu cá để thư giãn, câu cá để giải trí. Có những hòn đá to nằm nhô ra, xe là có các bạn đang đứng câu cá các bạn. Ngồi giường, ống gió, nước biển và dừa, câu cá, giải trí rất là phù hợp. Cảnh biển đây nước trong xanh. Xe có hai bạn đang đứng câu cá các bạn. Để mình ra xem, mình ra mình quay chia sẻ lại cho cả nhà mình cùng xem. Nước trong xanh, trắng xóa. Chuyện dạo nơi đây rất là mát cả nhà. Những hàng đá nhô ra từ biển, cả hai bạn đây đang quấn cầu cá. Chuyện ra chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem. Nước trong xanh, hai bạn đây đang câu cá để hỏi xem có hay không. Có cá không anh? Ít thôi hả? Nước biển trong xanh, trời trong nhìn toàn cảnh ở cả nhà. Nước biển trong xanh, trời xanh mây trắng, sóng cổ đi rào. Đây có những hòn đá to nhấp nhô. Đây có một cái con cá, cái này nghe ảnh gọi là cá ốc cả nhà. Hôm nay câu cá ít ngành, trong xanh quá. Ngồi đây vừa ngắm cảnh, vừa hóng gió, vừa câu cá, thư giãn rất là phù hợp cả nhà. Đây là toàn cảnh của cái bãi sạn nằm ở phía bắc vịnh Nha Trang. Ngồi hóng gió ngắm cảnh, câu cá, thư giãn. Các bạn xem hết video thấy hay, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.